kính chào quý bà con gần xa và anh chị thân mến. Hôm nay mình có một số gạo để từ thiện giúp cho những người bà con nghèo ở gần vòng xóm. Với khả năng mình thì chỉ có được số này thôi. Nếu quý bà con nào có hữu duyên thì xem được cái kênh của mình thì nhớ đăng ký và cho mình một like để ủng hộ kênh mình nha. Hiện tại hôm nay là mình đang chuẩn bị cho số hàng gạo cho những bà con nghèo, nhưng mà số lượng thì cũng có giới hạn thôi à. Mỗi một phần như vậy là được 10 kg, chỉ cho được chục phần thôi, có khả năng mình chỉ được có bao nhiêu thôi. Cái chậm lên đi. Chắc có cho đủ một cây nha, năm bao đi vậy bảy. Nãy như mày có để riêng 2 bao rồi chưa? Bây giờ 4 bao. Bây giờ ai có phiếu thì vô thu phiếu đi. Khoan một người, hai người thu phiếu, người phát gạo ra, người nào có phiếu thì đưa trước đi. Cái lên trước đi. Nhận phiếu của ai đưa thì nhận cho người đó liền. Vậy đó. Anh coi mấy người nào anh cho gạo anh nhớ không ai phiếu thì đưa hướng anh. Mỗi người là một phiếu là một phần đó. Anh ơi, cái em áo hồng này là anh cho luôn hả? Em áo hồng này nè. Có phiếu rồi lấy đi. Dạ không, chưa để coi tại vì thuốc cho hồi số phiếu trước. Cái dao đâu mà đưa anh em. Ủa hôm qua gì sáng lại con đúng không? Tưởng là chim bao. Chị với mẹ chị có. Dạ con quay. Hả? Chị với mẹ chị có. Là chiếc phiếu chị có kêu rồi con. Ê với chị lạnh với mình không trong phiếu được không? À để tí xíu đi cầm chị cầm giữ giấy đi. Có giấy là lạnh trước đi. Dạ tí xíu đi tại con khác có phiếu hôm qua đó. Không có phiếu tại. Là nhiêu phiếu rồi anh Tư biết bao nhiêu phiếu rồi anh Tư? Có phiếu trước đi coi ấy. Thank you.
dì Liễu, mà dì Liễu có phiếu là vô lãnh cái dì Liễu. Có phiếu thì đánh giùm được hết trơn á, không sao hết trơn. Tại mình có số lượng có hạn à, mình không có nhiều. Hồi nãy là gì gì Nga là nãy em kêu của chị với của mẹ chị. Chị lấy hai phần đó đi. Rồi. Nãy cái này có phiếu đó, có không có được phiếu mà có cho rồi, có nhận rồi. Hả? Không, cái này chị có nhận rồi nãy rồi. Là hai phiếu này chị mới đưa đó, có không có được phiếu. Dạ cái này còn của người ta chưa lại cái gì, tại có phiếu sẵn hết trơn rồi. Dạ. Em nè. Con đang bọc cái này nha nghe. Rồi. Anh ơi, chú này anh gửi đó hả? Đây nè. Chú này nè. Mua chai là biết mẹ con bị. Út phiếu, Út lấy một phiếu trước đi. Thím hai đi, cho thím hai ăn phiếu không đi. Thím hai cương á. Bà cô ha, để cho bà cô qua đây. Bà cô lấy một lấy được bà cô. Hả? Thím hai hả? Rồi, được rồi, thím hai lấy chưa? Rồi ông lấy khác đây. Rồi là 6 phiếu đó, 6 phiếu không, 6 cái không có phiếu đó. Ông sao lấy mấy phiếu? Ông xào lấy cho 3 phiếu hả? Hết rồi con, không có đủ phiếu đâu con. Cô buồn mày bán đắt nha cô. Để khẩu trang xuống anh, bà chợ chính đây.
như là 8 như là 9 rồi đó. Không, ổng đưa là người ta tới lãnh từ từ hết trơn đó anh, có người lãnh trơn à. Không, có thể hiểu không, có thể em chưa là được có ổng chưa. Gì? Chưa bằng ổng lại hả? Nhưng mà có phiếu hết rồi. Anh nhắc anh cho người không phiếu là tất nhiên là sẽ thiếu đó. Đây chú đó. Ừ. Lại chút đi con. Mày bán hết sớm hả chú? Gì hả? Thấy chú không có chen tưởng đâu hết hết rồi chứ. Dạ không, con muốn mua. Chúc chú buôn may bán đắt nha. Đây. Ảnh trai gì vậy? Hả? Vậy hả? Ảnh trai bao phiếu mày? Ê, vậy? Ảnh trai bao phiếu vậy? Hả? Chiều nay mà hai sư huynh này mà vô đặc biệt là tiếp tục nha, hành trình của mình nha. Có ai gùa? Hả? À. Anh Tư làm lẻ anh đây, anh kiểm Tư. Ủa tám bao chưa? Có máy thì làm im quá ha. Đó. Rùa đi đâu vậy rùa? Hai bao đó, hai bao đó, thêm hai bao đó là đủ 10 bao rồi, số phần mình đủ rồi đó. Rồi. Nhận có ai đưa gạo cho người đó cho nên khỏi lộn, bao nó đi đủ rồi vậy. Trong nào. Ở đây có ăn đại quá đi ha. Bây giờ ăn đấy rồi cột đi, cột cho người ta đi về đặng ăn đấy hết phần, cửa đi rồi cột đi. Cột đi, có phần ai lấy phiếu rồi đưa cho rồi khép cửa lại. Tại vì hết rồi. Cắt đó, cắt đó.
Khoan chút ơi, chút xíu đi. Hãy coi ấy có gì không. Chị nè. Chị vậy trai nó gì biết mới được mày hồi chơi có người phiếu hết chưa Thành hết là thảy vô đó đi rồi khép cửa đây đi tại vì hết thằng hết của Thành rồi gạo này là vô bánh xúc phải xúc gạo lão mồ hôi luôn rồi kìa lão mồ hôi luôn rồi kìa rồi thằng mình đủ mười ba ở ngoài phải không chắc thêm cái này ra cho cũng là có phiếu phải không kiện kim có phiếu nữa kìa cái này của ai à, anh nhận của ai vậy không có ai đưa phiếu cho anh ơi anh đưa hả rồi rồi Duy Khui bao bao ra đi mình cho đội chủ người ta nè Thanh không rút kìa đi rút không rút cho mau này mình cho mỗi một người chỉ một phiếu thôi còn có số người lãnh là ba phiếu bốn phiếu là lãnh dùm cho những người khác người ta cũng như là kẹt công việc gì đó người ta không có đi được đó rồi mình nhận dùm chứ không có khả năng để cho nhiều của anh nó bốn phiếu cái bao như bốn phiếu đó bốn bịch đó Thanh này bốn bịch luôn đó lấy luôn đi rồi khui cho có con nè kim hai phiếu nữa kìa cái chị này mấy phiếu à, phiếu của bên ai đưa phiếu chị vậy hả vậy hả ủa bên gì này là ai đưa phiếu vậy ta hả à, anh Sơn hả